Cái trứng đó thôi hả chị? Có hai ngấm không? Ngấm. Hai à. Trời. Ba. Đây nè. Đó, đắt nước nè. Đó. Đó. Cái nhỏ rừng rồi con đúng lắm hả? Đây cái này cái nhấm hả? Ừ. Giờ là rổ chặt mấy cái nhấm được không? Được. Thôi coi, tao có hỏi là nhấm không? Ừ. Trông nhìn giống nó trơn quá vậy. Ừ. Nhấm gì kỳ vậy? Nhấm nó mới nhú lên đó. Như con nhấm trơn vậy. Nhấm hả? Ừ. Nhấm mày gọi là ốc trơn hả? Nhấm gì vậy? Chưa giống ốc trơn. Nhấm mối. Nhấm mối gì vậy? Nhưng là giống ốc trơn như vậy. Hả? Nhà có cháy hả? Chuồng heo. Trời. Chuồng heo của ai? Của ông Út. Ông Út em của mình có chừng cái hỏng. Nó đụng đụng vậy đó. Muốn vậy. Đây nó đi vòng vòng đi. Để ý. Đất nứt nè, để ý nè. Đất nứt rồi nó nè. Nó thấy không? À, nứt đất nè. Để ý thằng đất nữa, chứ không phải là chứ không phải đi vòng đâu. Ta kiếm nó búp rồi ta vừa đắt nứt. Này còn lên nữa chứ nó còn nằm trong đất mà. Nó tu kia. Cái hàng này em đi xuống dưới em không thấy cái dây xăm mà nằm dưới đất á. Hàng này luôn nè.
Hồi đó ông Út cũng nuôi heo thôi. Ông Út em của bà nội. Không sao. Con làm cho bớt nếp chậm một lá nếp xong. Thì ổ cho chậm. Con ngỡ gãi chân con rồi. Ừ. Ủa cái đầu bị gì vậy? Con nói ăn hả? Ừ. Rồi, mai mọc tiếp. Còn chưa thấy. Tại nằm về nằm dưới đất. Đúng đóng luôn. Rồi xích ra con, xích ra. Xích ra cái. Mà chụp. Xích chân ra. Chân cái bóc rồi.